Rồi chào anh em nha, hôm nay là trưa 11 tháng 5 năm 2022. Trưa nay mình lên cho anh em một cái bình xăng con đồ chơi Tiger Wa Kenshin Sa Bang, hàng xin của Nhật Bản nha anh em. Thì cái bình xăng này là bình đồ chơi hàng xin của Tiger Wa nha anh em. Cái form, cái mẫu nó thì nó sẽ giống y chang cái bình của CD90 dít lửa nha anh em. Nhưng mà bình này là bình đồ chơi zin của Tiger Wa, hàng đặc riêng của Tiger Wa từ Kenshin Sa Bang nha. Thì cái bình xăng này tình trạng là like new như mới nha anh em, đẹp không lỗi lầm, bao xài bao găng ti các kiểu cho anh em, thích hợp cho anh em về vô xe 67 CD CNL có cấu hình máy từ hơi 90 trở lên là ok. Anh em đi cấu hình máy là đi 54 zin zin nó vẫn đủ tải nha anh em. Bình này là chế ga 18 họng xăng lớn nha, bình đồ chơi của Tiger Wa nha anh em. Đó, chế ga đẹp long lanh như mới, không xước không liếm, đúng bình zin của Kenshin Sa Bang nha. Nhưng mà đây là hàng sản xuất riêng của thương hiệu Tiger Wa, người ta đặt hàng của Kenshin Sa Bang. Đó, bình đẹp 7 màu như mới nha anh em. Anh em đây là những cái bình đồ chơi, nó sẽ có cái mã series ở chỗ này, nó có chữ Nhật. Đó, bình đồ chơi, bình này là trái ga 18 họng xăng lớn anh em, họng xăng lớn. Đó, anh em nhìn cái form bình nó giống y chang bình của CD90 dít lửa nha, đời đầu. Nhưng mà này là bình zin của Kenshin Sa Bang, được đặt hàng bởi thương hiệu Tiger Wa nha anh em. Nó vẫn là bình zin của Kenshin Sa Bang nhưng mà là hàng đặt riêng của Tiger Wa. Thì nói chung là những cái bình mà thương hiệu đồ chơi này á, nó sẽ mạnh hơn những cái bình mà dòng thương mại của Kenshin Sa Bang, tại vì người ta sản xuất theo yêu cầu của cái thương hiệu đồ chơi Tiger Wa thì cái bình nó rất là mạnh, hậu nó sâu lắm nha anh em. Bình cực đẹp, giá là mình bán 2,2 triệu cho bình này nha. Anh em nào chốt alo mình 0933996332 nha anh em. Bình xăng con Kenshin Sa Bang Tiger Wa, trái ga 18 họng xăng lớn, đít 2 ốc. Đó, tuyệt đẹp, không thể chơi chỗ nào được. Giá 2,2 triệu nha anh em.